chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây tử hình kẻ giết người, cướp tài sản khi mua đất ở Lâm Đồng khởi tố Nguyễn Thái luyện và 22 cấp dưới về tội lừa đảo với tổng số tiền lên tới 2.300 tỷ đối tượng giết người trốn truy nã 23 năm ngỡ người khi bị bắt công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã giám đốc công ty bất động sản Nam Việt Homes tin lộ mức án đối tượng đánh trung ý công an Hải Phòng phải đối diện bắt đối tượng giả nữ nhân viên ngân hàng trên Facebook để chiếm đoạt tài sản. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Tử hình kẻ giết người cướp tài sản khi mua đất ở Lâm Đồng Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Phước Châu, 44 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tuyên phạt bị cáo tử hình. Nạn nhân trong vụ án là chị Đoàn Thị Huỳnh G, 43 tuổi, chú thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, năm 2018, Nguyễn Phước Châu từ tỉnh Tiền Giang đến huyện Di Linh, Lâm Đồng làm thuê. Qua mạng xã hội, đối tượng Châu quen biết chị Đoàn Thị Huỳnh G. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2019, chị G cùng Châu đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh hỏi mua đất, thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát tước đoạt mạng sống của chị G. Sau đó đối tượng Châu lấy xe máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ trốn về Tiền Giang. Tới sáng 26 tháng 11, thi thể nạn nhân được một người dân ở dạng Tân Lâm phát hiện trong tình trạng phân hủy. Ngày 28 tháng 11, Châu bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh phối hợp công an huyện Gò Công Đông tiền giang bắt khi đang lẩn trốn tại một vuông tôm ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông. Cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng đến nơi gây án, thu giữ vật chứng quan trọng là con dao gây án và thu giữ một số tài sản của nạn nhân đã bị Châu đem bán. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của Nguyễn Phước Châu mang tính côn đồ, mất nhân tính nên đã tuyên bị cáo mức án tử hình, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền tổn thất cho gia đình bị hại hơn 350 triệu đồng. Tin tiếp theo khởi tố Nguyễn Thái Luyện 22 cấp dưới về tội lừa đảo với tổng số tiền lên tới 2.300 tỷ đồng. Sáng ngày 19 tháng 12, nguồn tin từ phóng viên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC03 đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện 35 tuổi ngụ gia lai, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba và 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại đông. Kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Từ các dự án ma này, các đối tượng phạm tội đã tự ý phân lô, tách thửa trái phép bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng. Các đồng phạm trong vụ án này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án ma là mồi nhử. Tất cả các dự án do công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm cam kết với khách hàng về lợi nhuận từ 30 đến 38% chỉ sau 12 đến 15 tháng kể từ ngày nộp tiền. Thực tế, khách hàng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết ban đầu. Khi đến hạn Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua đất trở lại. Trong vụ án này, công an thu giữ số tiền mặt hơn 9,2 tỷ đồng, tạm giữ tiền trong tài khoản của các cá nhân là nhân viên và pháp nhân của công ty con của Alibaba với số tiền 45 tỷ. Đồng thời, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích 447 ha. Các tài sản này theo công an là để định giá nhằm đảm bảo thi hành án, bồi thường thiệt hại cho người dân. Tin tiếp theo thưa quý vị, đối tượng giết người trốn truy nã 23 năm ngớ người khi bị bắt. Sáng ngày 19 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Tân Sửu vừa được Ban Giám đốc tỉnh phát động. Đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ thành công Phạm Đức Bình, sinh năm 1976, chú thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Theo tài liệu, tháng 6 năm 1998, trong một buổi nhậu, Phạm Đức Bình cùng ba người khác gây nên cái chết cho một người đàn ông. Gây án xong, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường, còn ba người kia bị công an bắt giữ sau đó. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Đức Bình về tội giết người. Sau quá trình dài truy tìm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định người đàn ông có tên Phạm Đức Vinh, trú tại xã Thạnh Bắc, huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, chính là Phạm Đức Bình, đối tượng đang bị truy nã toàn quốc. Chiều tối ngày 18 tháng 12, đội truy nã truy tìm, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng hình sự công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Phạm Đức Bình trong sự bàng hoàng, sửng sốt của người đàn ông này. Sau khi hoàn tất thủ tục, sáng nay đội truy nã đã truy tìm dẫn giải Phạm Đức Bình về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật. Tin tiếp theo, công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã giám đốc công ty bất động sản Nam Việt Homes. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Ngọc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Nam Việt Homes, viết tắt là công ty Nam Việt Homes về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Ngọc Anh là giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của công ty Nam Việt Homes đã quảng cáo tung thông tin không có thật về pháp lý thửa đất ở đường Kha Vạn Cân, khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức đang tiến hành lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông. Ngoài ra, Nam Việt Homes còn thông qua công ty môi giới bất động sản BL ra bán đất nền dự án Civitas Linh Đông. Công ty BL phát tờ rơi giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6 năm 2018. Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo giao bán. Liên hệ với chủ đầu tư thì mất liên lạc. Với thủ đoạn tương tự, công ty Nam Việt Homes còn thực hiện dự án ảo với tên gọi Hasland Tân Hóa tại kênh Tân Hóa, Nguyễn Trọng Quyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Phạm Ngọc Anh đến phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố tại địa chỉ 674 3 tháng 2 phường 14 quận 10 hoặc cơ quan công an gần nhất để đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Ai phát hiện Phạm Ngọc Anh đề nghị liên hệ điều tra viên Phạm Duy Khánh đội 9, phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tin tiếp theo thưa quý vị, tiết lộ mức án đối tượng đánh trung úy Công an Hải Phòng phải đối diện. Ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ việc Lưu Tuyến Nghĩa sinh năm 1991, trú tại số 46 Trung Hành, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, đấm vào mặt một trung úy công an. Theo đó, 8 giờ 10 phút ngày 18 tháng 12, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hồng Bàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Tam Bạc, phường Phan Bội Châu đã phát hiện Lưu Tuấn Nghĩa điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15B2 77672 vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và bảo hiểm xe cơ giới. Trong quá trình tổ công tác lập biên bản theo quy định, Nghĩa không chấp hành, tự ý lấy phương tiện bỏ đi. Tổ công tác ngăn chặn, Nghĩa đã đấm vào mặt một cán bộ chiến sĩ công an. Lực lượng công an đã khống chế đưa Nghĩa về trụ sở công an phường Phan Bội Châu. Dư luận đặt câu hỏi với hành vi vô pháp như trên, Nghĩa bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật? Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành vi của nam thanh niên này không chỉ vi phạm hành chính về giao thông mà hành vi còn có dấu hiệu hình sự. Thông tin trên cho thấy, nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm giao thông, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, người này chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe mà không xuất trình được giấy phép lái xe. Khi bị cảnh sát giao thông giải thích và nhắc nhở, người này không chấp hành, nghiêm trọng hơn, giật đứt nhiều cúc áo và đấm chấn thương mũi trung úy cảnh sát. Với những hành vi như vậy, Lưu Tuấn Nghĩa bị xử lý hành chính, có thể ở mức cao nhất là phạt tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tới 24 tháng. Ngoài ra với hành vi răng xe áo và đấm chấn thương mũi trung úy cảnh sát được xác định là hành vi nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự người đàn ông này về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Mức hình phạt có thể tới 6 năm tù nếu kết quả giám định thương tích với trung úy cảnh sát có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên. Trường hợp thương tích dưới 11% thì hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong tội danh này là phạm tội với người thi hành công vụ vì lý do công vụ của nạn nhân. Luật sư Cường cho rằng trường hợp trung úy cảnh sát không có thương tích, đối tượng này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự. Cụ thể điều 330 về tội chống người thi hành công vụ quy định Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức B. Phạm tội 2 lần trở lên C. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, D gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên. D tái phạm nguy hiểm. Tuyệt tiếp theo, nhân viên giao hàng chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của bưu cục. Công an huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Lộc Danh, 26 tuổi trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, danh là nhân viên giao hàng của bưu cục Đất Đỏ. Quá trình làm việc, danh nhiều lần đi giao hàng và thu tiền của khách nhưng không nộp về cục bưu cục mà giữ lại để tiêu xài. Qua điều tra xác định số tiền danh chiếm đoạt 460 triệu đồng. Nội vụ đang được điều tra theo quy định. Tin tiếp theo thưa quý vị, bắt đối tượng giả nữ nhân viên ngân hàng trên Facebook để chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Dương Văn Sơn, sinh năm 1998, trú tại tiểu khu Ma Lát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Liêm phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook đăng ảnh đại diện là các nữ nhân viên ngân hàng, công ty tài chính quảng cáo cho vay tiền nhanh, có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xác định đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh hà nam với thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp và tinh vi đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để lập án đấu tranh quá trình điều tra thu thập tài liệu tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án kịp thời bắt giữ đối tượng dương văn sơn bước đầu sơn khai nhận đã lập tài khoản facebook là các nhân viên ngân hàng Công ty tài chính cho vay tiền nhanh khi con mồi cắn câu, Sơn yêu cầu các bị hại chuyển tiền làm phí hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền này. Bằng thủ đoạn trên, Sơn lừa đảo chiếm đoạt của hơn 30 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó chủ yếu là các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Số tiền này Sơn sử dụng và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức 24 giờ TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.